Cô bé Ider đang lặn cùng với em gái thì đột nhiên ngoi lên, rồi cuống cuồng gọi mẹ, thì ra cô em gái đang lặn và không thể ngoi lên được. Cũng may mẹ đã cứu Tuva lên kịp thời, nhưng sau chuyện này mẹ liên tục trách móc Ider, nói rằng nếu em gái có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ là người chịu trách nhiệm. Kể từ đó, Ider luôn có một suy nghĩ rằng cho dù bất cứ giá nào thì cô cũng phải cứu em gái thoát khỏi nguy hiểm. Thoáng chốc 20 năm đã trôi qua, hai chị em cũng đã trưởng thành, giờ đây cả hai chị em đều là những thợ lặn thương mại, chuyên đi lặn tìm đồ vật hay sửa chữa những thứ đơn giản ở dưới biển. Hôm nay Tuva đã nhận một nhiệm vụ, đó là lặn xuống dưới con tàu này để xử lý cái lưới cá bị mắc vào chân vịt. Hiện tại đang là mùa đông, nước biển lạnh thấu đến tận xương tủy, nhưng Tuva không một chút nản lòng và vẫn lặn xuống dưới. Cũng may vẫn có đồ bảo hộ có thể giữ ấm được cơ thể. Lúc này cô đã đến vị trí cần xử lý và bắt đầu tiến hành gỡ lưới đánh cá khỏi chân vịt, nhưng chân vịt đột nhiên chuyển động, thậm chí càng lúc càng nhanh. Tuva cố bơi ra ngoài nhưng lực hút của chân vịt quá lớn khiến cô không thể nào bơi ra ngoài. Thế là cô đã tháo bộ đồ lặn ra để nó cuốn vào chân vịt. Như vậy là đã thành công thoát chết. Mặc dù đã có kinh nghiệm nhiều năm và đã chuẩn bị tâm lý đối phó sự cố từ trước, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng bực tức. Thế là cô đã xông đến buồng lái đấm cho tên điều khiển một nhát. Mọi người lập tức can ngăn và nói đó chỉ là sai sót, không muốn đánh mất công việc duy nhất nên cô đành cho qua vì để quên đi chuyện vừa rồi và làm cho tinh thần tốt lên chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Nên hôm nay Tuva đã rủ chị gái đi lặn, hai chị em đã lâu không gặp nhau, đây xem như là cơ hội để hai chị em gần gũi nhau hơn, nên người chị cũng đã đồng ý, rồi liền lên đường đến địa điểm lặn. Đây cũng là một nơi lạnh giá, nên rất ít có người qua lại, xung quanh cũng không có nhà dân nào, nhưng đây là một nơi mẹ của hai chị em từng lặn, nên họ đã quyết định đây sẽ là điểm khám phá của mình. Ngay khi xuống xe họ liền chuẩn bị đồ nghề, nhưng ngay lúc này một hòn đá đột nhiên rơi từ trên vách núi xuống, đó có thể là một dấu hiệu cho một vụ lở núi, nhưng hai chị em họ lại chẳng hề bận tâm, rồi bọn họ đã mặc xong bộ đồ lặn, sẵn sàng cho một buổi khám phá đầy thú vị. Đầu tiên họ đã lặn vào một hang động, đây cũng là nơi trước kia mẹ của họ đã từng khám phá, vì có nhiều kinh nghiệm lặn biển, nên Tuva đã chỉ chị gái rằng, trước khi lên bờ thì hãy dừng lại ở độ sâu khoảng 4 mét, ở đó tầm 2 phút để cơ thể quen dần với áp lực nước ở bên trên, như vậy thì các bộ phận bên trong cơ thể sẽ không bị tổn thương. Lúc này dưỡng khí của hai chị em cũng đã sắp hết, thế là họ đã bơi lên độ sâu 4 mét và dừng ở đó để giảm áp chuẩn bị lên bờ. Lúc này đã có vài con cá mập bơi đến chỗ họ, nhưng không hiểu vì lý do gì chúng lại đột nhiên quay đầu bơi đi. Hai chị em vẫn không ý thức được đây là tín hiệu của nguy hiểm. Trong lúc hai chị em bàn luận xem cái gì làm cá voi bỏ chạy thì đột nhiên một hòn đá khổng lồ rơi từ trên cao xuống. Tuva không tránh kịp nên đã bị nó kéo theo xuống đáy biển. Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến chị gái không biết phải làm gì. Mãi đến khi định thần lại, Ider mới lặn xuống để tìm em gái. Lúc này cô đã bơi xuống đến độ sâu 22 mét, nhưng ngó nghiêng một hồi không thấy Tuva đâu. Thế là cô lại lặn xuống dưới chỗ độ sâu 33 mét, mà ở dưới đây thì tối đen như mực, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy sức nén của nước cứ dồn vào cơ thể, nhiệt độ cũng càng lúc càng lạnh. Nhưng điều đáng sợ hơn là dưỡng khí không còn nhiều. Chính trong lúc này em gái đã nói qua bộ đàm rằng mình đã bị tảng đá đó đè lên không thể di chuyển. Lúc này Ider đã lấy sợi dây ra đánh dấu rồi bắt đầu bơi đi tìm em gái. Cuối cùng thì đã tìm thấy Tuva đang bị tảng đá đè lên. Cô cố gắng bẩy tảng đá để cứu em gái, nhưng có cố gắng như nào thì nó cũng không hề nhúc nhích. Giờ cứ làm như vậy thì sẽ rất tốn dưỡng khí. Thế là Ider đã lấy mấy vật dụng phát sáng đánh dấu vị trí để bơi lên bờ lấy bình oxy và gọi cứu viện. Tuva lại tiếp tục dặn chị mình, hãy nhớ dừng lại giảm áp suất trước khi lên bờ, nếu không áp suất thay đổi đột ngột có thể gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng Ider chỉ nóng lòng muốn cứu em gái nên đã không chịu dừng lại để giảm áp, thay vào đó là trực tiếp ngoi lên mặt nước. Nhưng cảnh tượng trên bờ lại làm cô vô cùng tuyệt vọng, đó là mấy bình oxy và điện thoại của họ đều đã bị đất đá vùi lấp. Cũng may bộ đàm cách xa vách núi nên không bị ảnh hưởng, thế là cô liền liên lạc với em gái. Lúc này Tuva nói rằng vẫn còn hai bình oxy ở ghế sau, còn thiết bị nâng hạ thì ở trong cốp xe, chỉ cần lấy được hai thứ đó là đã có thể giải cứu Tuva. Nhưng chìa khóa xe cũng đã bị vùi lấp, thế là cô liền lấy đá đập vỡ cửa kính và thành công lấy được hai bình dưỡng khí. Nhưng cốp xe không có chìa khóa nên không thể mở, thế là Ider đã thử cách mở từ ghế sau, thậm chí là dùng đá phá cốp xe, nhưng dù có cố gắng hay làm cách nào thì cũng không thể mở được. Giờ cũng đã sắp hết thời gian nên cô chỉ đành đưa oxy đến cho em gái trước, nhưng vừa mới xuống nước thì bình oxy đã tuột tay rơi mất. Lúc này em gái cũng thông báo dưỡng khí của cô sắp cạn, làm Ider không dám quay lại xe lấy bình dưỡng khí còn lại, rồi vội lặn xuống dưới chỗ Tuva và đưa ống dẫn khí của mình cho cô ấy. Bây giờ Ider sẽ đi tìm bình dưỡng khí vừa mới rơi, nhưng Tuva đã hết dưỡng khí nên cô chỉ có thể nhường của mình cho em gái, rồi chỉ hít một hơi thật sâu rồi bơi đi. Nhưng cô quá vội nên không hề biết rằng mình đã quên cầm theo dây đánh dấu đường. Thế là sau khi tìm được bình oxy thì Ider đã không còn nhớ đường bơi về. Cứ như vậy cô đã bị lạc đường, giờ mà cô không tìm được đường về
thì cả hai chị em đều sẽ bị chôn dưới đáy biển. Đến khi cô sắp cảm thấy tuyệt vọng, thì Tuva đã dùng ánh sáng đèn pin dẫn đường cho cô. Đến khi lấy được bình oxy về, Ida liền đưa cho em gái, còn mình sẽ lại tiếp tục lên bờ tìm sự trợ giúp. Và lần này Tuva vẫn nhắc nhở chị mình nhớ giảm áp trước khi lên, nhưng Ida không dám chậm trễ vì sợ em gái gặp nguy hiểm, nên một lần nữa cô không dừng lại giảm áp rồi cứ thế ngoi lên mặt nước. Quả nhiên ngay khi lên bờ, cô bắt đầu nôn mửa, thay đổi áp suất đột ngột khiến nội tạng cô bị thương, nhưng giờ cô không có thời gian quan tâm đến điều đó, mà chỉ muốn nhanh chóng lấy thiết bị nâng cứu em gái. Nhưng cô có cố gắng thử hàng chục lần thì cũng đều vô ích. Lúc này cô đã tìm thấy một tấm bản đồ ở trong xe, kiểm tra thì thấy gần đây có một nhà dân, nhưng nó cách đây gần 2 km, nếu đi bộ thì sẽ rất lâu, nhưng giờ đó là cơ hội duy nhất nên cô chỉ có thể cố gắng đi bộ trong trời tuyết lạnh giá để đến đó. Nhưng gọi một hồi thì không có ai trả lời, có vẻ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang được một thời gian, nên Ida đã lấy đá phá vỡ cửa sổ, thành công trèo được vào bên trong. Nhưng bên trong đây còn một con chó hoang, nó liền lao vào tấn công Ida. Cũng may cô đã vớ được một con dao rồi kết liễu nó, nhưng bộ đồ lặn của cô cũng đã bị nó cắn thủng một hố. Thời gian cũng không còn nhiều, nên cô liền đứng dậy đi tìm đồ phá cốp xe, và rồi cô đã tìm được một thanh sắt, dùng nó và đã thành công mở được cốp. Nhưng ở đây không hề có dụng cụ nâng như em gái nói, mà ở đó chỉ có một lọ keo dán lốp xe. Điều này lại khiến Ida cảm thấy tuyệt vọng, chỉ biết ngồi xuống đất khóc lớn. Nhưng lúc này cô đã nhớ ra em gái của mình vẫn đang bị mắc kẹt dưới đáy biển. Vì thế mà cô lại phải lấy lại tinh thần, rồi dùng keo dán lốp vá lại lỗ hổng ở bộ đồ lặn, sau đó nhổ lấy một cây cọc gỗ và cả bình oxy còn lại. Nhưng trong lúc hoảng loạn cô lại làm rơi nó xuống biển, van của nó đã bị va vào tảng đá, khiến nó hỏng nhưng Ida không hề nhận ra. Sau khi nhặt lại được, cô liền cầm theo nó bơi xuống chỗ em gái, rồi dùng thanh gỗ làm đòn bẩy nâng tảng đá. Nhưng chỉ dựa vào sức của một mình cô nên không thể làm tảng đá lung lay, và cũng vì vận động mạnh mà dưỡng khí tiêu hao rất nhanh. Nhưng đến khi cô đổi bình dưỡng khí thì mới phát hiện cú rơi vừa nãy đã khiến chiếc van bị hỏng, thời gian cũng không còn nhiều. Ida quyết định dốc hết sức thử lại lần nữa, nhưng lần này dùng sức quá mạnh khiến thanh gỗ gãy đôi. Lúc này em gái đã nảy ra một ý, rồi Tuva đã bảo chị mình cởi bộ đồ lặn ra, rồi đặt nó bên dưới tảng đá. Sau đó bơm oxy vào để chiếc áo phồng ra, từ đó sẽ nâng được tảng đá lên. Nhưng chiếc áo không thể chịu đựng được và đã bị nổ van. Đến đây cũng coi như là đã hết cách. Ida nhìn em gái với ánh mắt hổ thẹn, có lẽ Tuva sẽ phải chết ở đây. Hai người trao cho nhau cái ôm từ biệt, rồi Tuva đã đưa mặt nạ của mình cho chị gái. Đó là chút dưỡng khí cuối cùng để Ida có thể bình an quay về. Nhưng Ida lại trả lại dưỡng khí cho em gái, rồi bản thân lại lên bờ tìm cơ hội cuối cùng. Vì đã nhiều lần không giảm áp nên mũi của cô bắt đầu chảy máu, dần dần nằm gục dưới đất. Nhưng nhìn thấy lọ keo dán lốp, cô lại có được hy vọng. Thế là cô đã cầm theo lọ keo đó rồi lại lặn xuống dưới, rồi bơm keo vào bộ đồ lặn để vá lại chiếc van, sau đó tiếp tục bơm hơi vào để nâng tảng đá lên. Và lần này họ đã thành công, Tuva cũng đã thoát được khỏi hòn đá, rồi chia sẻ cho nhau chút dưỡng khí cuối cùng để bơi lên. Nhưng lúc này tai của Ida đã chảy máu, đó là hậu quả của những lần bơi lên mà không chịu giảm áp. Nếu như lần này cũng không thực hiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dưỡng khí của họ không còn đủ để làm điều đó. Thế là Tuva đã đưa chị gái vào một hang động để hai chị em cùng thực hiện giảm áp ở đây. Nhưng khoảng trống ở đây quá ít nên rất nhanh oxy đã cạn. Đột nhiên Ida chảy máu mũi rồi rơi vào hôn mê. Tuva thấy vậy thì liền đưa chị gái lên bờ. May mắn lúc này đã có một chiếc trực thăng bay qua và phát hiện ra họ. Ida cũng đã tỉnh lại. Vậy là cả hai chị em đều đã được cứu. Bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye.